Diễn viên Hương Ga, tôi thoát chết trong thảm kịch dẫm đạp ở Itaewon. Nam diễn viên Hiếu Nguyễn là nhân chứng sống trong thảm kịch chết người ở Itaewon diễn ra vào tối ngày 29 tháng 10 vừa qua. Tối ngày 31 tháng 10, diễn viên Hiếu Nguyễn bất ngờ chia sẻ anh đã may mắn thoát chết trong thảm kịch dẫm đạp tại con phố hẹp ở khu giải trí đêm Itaewon, Seoul, Hàn Quốc vào tối ngày 29 tháng 10. Anh thừa nhận, dù may mắn thoát cửa tử và đang nằm trên chiếc giường thân yêu, cảm giác đáng sợ tại đêm Itaewon vẫn chưa nguôi ngoai. Hiếu Nguyễn cho biết, ngày 29 tháng 10, anh cùng bạn bè có mặt ở Hàn Quốc và quyết định đi chơi Halloween ở Itaewon. Đặt chân tới Hàn Quốc vào mùa lễ hội, anh biết sẽ rất tưng bừng và náo nhiệt nhưng không ngờ tới sự việc thương tâm đã diễn ra. Khi ấy, tôi và bạn bè quyết định tới Itaewon để cùng tận hưởng không khí của lễ hội Halloween. Khi tới nơi vẫn còn khá sớm, tôi đã cùng mọi người đi dạo quanh một vòng. Đi được một lúc dòng người trở nên tấp nập. Lúc đó là khoảng 21 giờ, tôi và mọi người quyết định rẽ vào một quán nước ở ngay đầu đường Itaewon chơi. Dòng người trước mặt trở nên ngày càng đông đúc hơn, họ bắt đầu chen lấn, xô đẩy nhau. Dòng người ùa vào từ cả hai đầu đường Itaewon, cứ thế chen chúc nhau và chật cứng lại. Có người nói lớn là có thần tượng xuất hiện nên lao tới xem, có những người lại nói là có một đám cháy ở một quán bar gần đó. Tới giờ, tôi vẫn không thực sự rõ nguyên nhân là gì, nhưng biết chắc chắn một điều, ngay lúc đó, chính là sự hỗn loạn, anh kể lại. Khi dòng người chen lấn nhau, anh nghe thấy tiếng la hét, càng ngày càng lớn nên đã vận động cả nhóm chạy ra khỏi Itaewon khi nhận thấy dấu hiệu không ổn ở khu vực này. Hiếu Nguyễn kể cảnh tượng hỗn loạn cứ thể diễn ra cho tới khi lực lượng chức năng bắt đầu vào cuộc. Tiếng la hét bắt đầu hòa lẫn với tiếng còi cảnh sát, tiếng xe cứu thương. Cảm giác như thể tôi đang đứng trước cửa địa ngục vậy, ám ảnh, anh kể lại. Thoát khỏi cái chết trong tích tắc, Hiếu Nguyễn cảm nhận rõ sự kinh hoàng và nỗi thương tiếc cho những người xấu số vì không hề biết rằng tai họa sắp giáng xuống trong đêm Halloween. Diễn viên Hiếu Nguyễn, sinh năm 1990, anh từng gây chú ý qua nhiều tác phẩm, có thể kể đến như Hương Ga, Chuyện Ba Cô Nàng, Quen. Sở hữu khả năng diễn xuất cùng ngoại hình điển trai, nam tính, Hiếu Nguyễn được nhiều đạo diễn tên tuổi chọn mặt cưỡi vàng. Tuy nhiên, đang ở giai đoạn phát triển rực rỡ sự nghiệp, diễn viên Hiếu Nguyễn đột nhiên ở ẩn. Thời gian qua, anh gần như biến mất khỏi màn ảnh.